Kim thành Vũ, Mỹ Nam lai hai dòng máu từ khiến sông Hikyo mê mẩn. Cách đây nhiều năm về trước, song Hikyo đã không ngần ngại xác nhận có một người đàn ông khiến cô thầm yêu. Đó chính là Kim Thành Vũ, người đàn ông lai hai dòng máu Trung Nhật. Từ khi gia nhập làng giải trí, Kim Thành Vũ đã được mệnh danh là nam thần với gương mặt điển trai hiếm có khó tìm của showbiz. Dù cho bao nhiêu năm tháng qua đi, anh vẫn mãi là tượng đài nhan sắc khó có ai thay thế. Mặc dù sở hữu sự nghiệp diễn xuất khá đồ sộ, nhưng Kim Thành Vũ lại vô duyên với các giải thưởng điện ảnh, ít khi nào nhận được đề cử dẫu lớn hay nhỏ. Nguyên nhân chính là bởi vì anh mang một nửa dòng máu Nhật, điều này gây nên sự phân biệt đối xử bất công dành cho anh. Soái ca mang hai dòng máu. Kim Thành Vũ, tên tiếng Nhật Takeshi Kaneshiro, sinh năm 1973, là nam tài tử cực kỳ điển trai và thành công của nền điện ảnh Hồng Kông. Kim Thành Vũ sinh ra trong một gia đình có cha là doanh nhân người Nhật, còn mẹ là người Đài Loan và chỉ ở nhà nội trợ. Trên anh còn hai người anh trai, nhưng mỗi mình Kim Thành Vũ là bén duyên với nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, cha mẹ đã tạo điều kiện để anh được theo học tại những ngôi trường danh tiếng, vừa trau dồi kiến thức vừa rèn luyện khả năng tiếng Anh. Trong quá trình học tập ấy, Kim Thành Vũ tham gia đóng quảng cáo được một thời gian thì quyết định thôi học để tập trung cho diễn xuất và ca hát. Từ nhỏ, Kim Thành Vũ đã sở hữu ngoại hình vô cùng nổi bật. Sự pha trộn của hai dòng máu đã mang đến cho Kim Thành Vũ vẻ đẹp trai đầy lãng tử, đậm chất Á Đông, cùng đôi mắt mang nét u sầu của người đàn ông cô đơn. Khi xuất đạo, nhiều đạo diễn phải thừa nhận rằng họ bị đôi mắt u sầu buồn bã như tiết trời thu của Kim Thành Vũ chinh phục. Khả năng diễn xuất thượng thừa của nam tài tử họ Kim cũng khiến nhiều người phải kính nể. Với vẻ ngoài điển trai lãng tử, anh nhanh chóng nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo hơn, cũng tham gia góp mặt trong nhiều bộ phim. Từ đây, sự nghiệp và tên tuổi của anh bắt đầu được khán giả biết đến. Anh liên tục góp mặt trong những siêu phẩm điện ảnh của châu Á thời bấy giờ, rồi nhanh chóng vụt lên trở thành ngôi sao sáng của bộ môn nghệ thuật thứ 7. Kim Thành Vũ bỗng chốc thu hút mọi sự chú ý từ giới truyền thông châu Á lẫn quốc tế. Người hâm mộ ưu ái đặt cho anh nhiều biệt danh thú vị như người đàn ông sinh ra để đóng phim, người đàn ông của tình yêu hay ngôi sao màn bạc châu Á. Tất cả những điều đó cho thấy sức hút của Kim Thành Vũ là không hề nhỏ, không chỉ nhờ vẻ bề ngoài mà còn nhờ cả vào tài năng diễn xuất của anh. Sự nghiệp của Kim Thành Vũ. Năm 1993, Kim Thành Vũ góp mặt trong bộ phim điện ảnh đầu tiên là Đông Phương Tam Hiệp. Đóng cùng với anh còn có những tên tuổi nổi tiếng thời bấy giờ như Dương Tử Quỳnh, Trương Mạn Ngọc và Mai Diễm Phương. Sau một vài phim tiếp theo, anh lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vương Gia Vệ. Một năm sau đó, anh xuất hiện với vai chàng cảnh sát si tình trong Trùng Khánh Xâm Lâm. Bộ phim đã được vị đạo diễn họ Vương ấp ủ suốt 3 năm trời. Cùng với những diễn viên xuất sắc như Lương Triều Vĩ, Vương Phi, Lâm Thanh Hà, thành công của bộ phim giúp đưa tên tuổi anh vụt sáng. Từ đây, anh liên tục nhận thêm nhiều lời mời đóng phim ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh tại Đài Loan, Hồng Kông và Nhật Bản. Anh còn trở thành người mẫu trang bìa tạp chí, đóng hàng loạt quảng cáo cho các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, làm hình mẫu gương mặt cho tạo hình nhân vật trong một số trò chơi điện tử. Trong những tháng ngày của thập niên 90 ấy, Kim Thành Vũ dường như sánh ngang với tứ đại thiên vương đình đám Hồng Kông. Hình ảnh một chàng trai quyến rũ, ấm áp đời tư trong sạch đã đốn gục không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Năm 2004, anh ghi dấu bằng bom tấn Thập Diện Mai Phục, tác phẩm kinh điển của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Phim đạt thành công vang dội và lọt vào đề cử dành cho phim nước ngoài hay nhất tại giải Oscar năm ấy, cùng những ngôi sao là Lưu Đức Hoa và Trương Tử Di. Các tác phẩm ở giai đoạn sau có thể kể đến như Đại chiến Xích Bích 2008 và 2009, Võ Hiệp 2011, Người lái đò 2016, Like You 2017, bộ phim anh đóng cùng ảnh hậu Kim Mã 2016 Châu Đông Vũ. Tuy nhiên, thời hoàng kim của anh đã qua, tần suất hoạt động nghệ thuật của anh đến nay đã thừa thớt dần. Cơ duyên cùng song Hikyo. Kim Thành Vũ từng tiết lộ: "Bình thường các cô gái mà thấy tôi, chuyện đầu tiên chính là hét lên, sau đó mới chạy tới, lấy giấy bút xin chữ ký của tôi rồi tôi chụp hình. Họ làm xong 3 bước đó là chạy đi, vui vẻ khoe với người khác, chỉ chưa tôi một mình đứng ngốc nghếch tại chỗ. Không có ai đến nói chuyện với tôi hay tạo ra một điều gì thật khác biệt." Không chỉ sở hữu ngoại hình hoàn hảo, tính cách ga lăng lịch thiệp của Kim Thành Vũ khiến anh là người trong mộng của hàng loạt mỹ nhân nổi tiếng châu Á, trong đó có Song Hikyo, Trần Kiều Ân, Lâm Chí Linh. Truyền thông còn khẳng định Kim Thành Vũ là người tình màn ảnh được nhiều phụ nữ châu Á khao khát làm chồng. Về cơ duyên của Song Hikyo và Kim Thành Vũ, hẳn phải kể tới bộ phim The Crossing vào năm 2014. Trong phim này, Song Hye Kyo có mối tình sâu sắc với một chàng trai hào hoa, Huỳnh Hiểu Minh đóng. Dù không có tuyến tình cảm chính với Kim Thành Vũ, nhưng mối quan hệ của cả hai lại vô cùng tốt đẹp. Song Hye Kyo không ngần ngại gửi những lời khen ngợi có cánh dành cho Kim Thành Vũ khi được ai đó hỏi tới. Song Hye Kyo thừa nhận Kim Thành Vũ là hình mẫu lý tưởng về người bạn trai trong mơ của mình. Khi ấy, nhiều người cho rằng những chia sẻ của Song Hye Kyo chỉ nhằm mục đích truyền thông cho bộ phim mà thôi. Tuy nhiên, truyền thông cũng phân tích rằng nếu như vậy thì Song Hye Kyo nên nói về Huỳnh Hiểu Minh, người đóng cặp với mình, chứ không phải là Kim Thành Vũ. Sau đó trên Weibo, nhiều thông tin đồn đại rằng sự chu đáo ga lăng của Kim Thành Vũ đã khiến Song Hye Kyo liêu xiêu. Thậm chí cô nàng còn yêu thầm đàn anh, nhưng do khoảng cách địa lý cũng như văn hóa khác nhau nên mối duyên tình này chỉ dừng lại ở mức cảm mến. Cũng có thông tin cho rằng sự ngọt ngào của Song Hye Kyo đã khiến Kim Thành Vũ rung động, nhưng vì nhiều lý do, mối quan hệ này cũng chỉ dừng lại ở mức độ thân thiết mà thôi. Nhiều năm qua đi, Song Hye Kyo đã bước qua một đời chồng và đang là một người phụ nữ độc thân, còn chuyện tình yêu của Kim Thành Vũ vẫn là dấu hỏi chấm đối với truyền thông và fan hâm mộ. Nam tài tử chưa một lần nhắc tới chuyện yêu đương hay kết hôn. Dù có sự nghiệp cực thành công, nhưng đời tư của chàng diễn viên này lại khá trầm lặng và cuộc sống của một ngôi sao chưa bao giờ phù hợp đối với anh. Điều anh mong mỏi chỉ là một gia đình êm ấm và bình yên, bên những bữa cơm hạnh phúc ngập tiếng cười. Trải qua bao nhiêu tháng năm đỉnh cao sự nghiệp, Kim Thành Vũ chưa từng dính phải rắc rối hay tin đồn chấn động nào, cũng hạn chế trả lời những câu hỏi liên quan đến đời tư hay tình cảm. Điều này làm dấy lên không ít tin đồn về giới tính thật của anh. Song với bản lĩnh của một diễn viên đầy kinh nghiệm, anh luôn biết cách để vượt qua những lời thị phi và tận tâm cho nghệ thuật. Dần dần, không còn quá nhiều thắc mắc về đời tư của nam nghệ sĩ nữa. Mọi người lại tập trung vào diễn xuất cùng những bộ phim có anh góp mặt. Kim Thành Vũ sẽ mãi luôn là tượng đài không thể thay thế của nền điện ảnh Hồng Kông lẫn châu Á.